Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 2 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 11. Mỗi một người chúng ta gặp được pháp môn niệm Phật nên hết sức là trân quý, dựng tín nguyện, phát nguyện niệm Phật cả đời không thối tâm. Dù là có trở ngại gì đi chăng nữa cũng phải niệm Phật. Nghe lời của Phật dạy, nhớ câu này: thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Nếu để luống qua một đời này thì không biết chừng nào chúng ta lại có cơ hội có thân người và gặp được Phật pháp như đời này. Nên đời này của chúng ta mỗi người phải cực kỳ trân quý, gây dựng tín nguyện niệm Phật để một đời này chúng ta được thành tựu con đường giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nhất là cái cơ duyên đặc biệt mình được ở trong một cái ngôi tam bảo, hoặc là quý Phật tử gặp được ngôi tam bảo chuyên tu, chuyên hoằng tịnh độ, truyền tải những văn tự cực kỳ đơn giản để chúng ta dễ tiếp nhận áp dụng niệm Phật một đời thành tựu con đường giảng sanh. Thì biết rằng là cũng nhiều người đem tịnh độ giới thiệu, nhưng có những người người ta giảng chúng ta nghe mình thấy mình không có cơ hội. Cũng như Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Thông, ngài cũng nói một câu: lúc trước tới giờ cũng nghe nhiều người giảng thuyết và đọc những quyển sách về tịnh độ, thấy mình không có cơ hội, thấy mình không có cơ hội. Nhưng khi đọc cái quyển sách của ngài Thiện Đạo Đại Sư về tịnh độ thì thấy mình có cơ hội. Ngài Thiện Đạo Đại Sư là Phật A Di Đà Quá Thân. Ngài chú trọng về tín nguyện niệm Phật để sanh cực lạc. Chỉ cần gây dựng được tín nguyện kiên cố thì đời này thành tựu. Quý vị biết rằng cái tín nguyện này nó rất là sâu sắc. Vì sao niệm Phật mà tín nguyện là được thành công? Vì khi quý vị gây dựng được tín nguyện kiên cố thì dù quý vị có trở ngại gì, quý vị cũng niệm Phật, cũng tu. Giống như nhẵn nhỏ thành tựu nhỏ, nhận lớn thành tựu lớn vậy. Giống như vì học một cái nghề, vì đã chọn cái nghề vì học rồi thì dù có trở ngại cỡ nào vì cũng sẽ học cái nghề đó, thì nhất định quý vị thành nghề, thành nghề là chắc chắn. Còn nếu như bây giờ vì học một cái nghề mà vì không quyết tâm, trở ngại gì một chút là bỏ nghề, làm sao vì ra nghề, đúng không? Nên cái việc mà gây dựng cái tâm quyết với một cái nghề là cái quan trọng.
cái cực kỳ quan trọng để thành công. Nên mỗi một người chúng ta phải nhận thức việc này cực kỳ sâu sắc. Nên cái việc mà tín nguyện niệm Phật, chúng ta có chia sẻ hoài đi chăng nữa cũng không thể nào nói hết cái ý nghĩa. Chúng ta chỉ càng hiểu rằng một phương hướng mà đã chọn tịnh độ là mình gầy dựng mình niệm Phật cả đời vậy thôi. Khỏi càng phải tìm hiểu thêm nhiều quá. Nhiều người tu tịnh độ muốn tìm hiểu thêm nhiều quá, nhưng mà cuối cùng bỏ tịnh độ á. Bỏ tịnh độ đó quý vị. Chúng ta chỉ cần tin rằng con niệm Phật nhất định Phật rước con. Con niệm Phật, Phật sẽ rước con. Người xưa có nhiều người chỉ càng biết niệm Phật nhưng cuối cùng giảng sanh cực kỳ thù thắng. Giống như câu chuyện mà đệ tử của Pháp Sư Đế Nhàn, ông Thợ Giá Nội, dạy ông niệm một câu Phật hiệu. Pháp Sư Đế Nhàn dạy ông rằng cứ chân thật niệm Phật mà thì nghĩ, nghĩ xong niệm Phật. Lúc ăn cơm mà thôi, ăn cơm xong niệm Phật. Ông cứ như vậy mà chân thật áp dụng niệm Phật. Ông cứ nghe lời chân thật niệm Phật, không cần phải một chút gì nghi ngờ. Vì sao ông không nghi ngờ quý vị? Vì ông không biết gì để nghi ngờ. Và ông rất là chân thật. Vậy ông niệm Phật thì ông có niệm Phật. Người xưa thành công con đường tu tịnh độ là ngay chỗ nào? Họ rất chân thật. Con người chúng ta bây giờ thì rất là léo lắc. Vậy mình là mình còn nghi, mình còn lo, trong lòng mình còn suy nghĩ rằng một câu Phật hiệu này đơn giản quá, không biết có thành tựu hay không. Làm sao đơn giản được quý vị? Làm sao mà đơn giản được? Bao nhiêu kiếp các ngài tu hành thành tựu được cái quả vị phát 48 lời nguyện để tiếp độ chúng sanh, dùng danh hiệu của các ngài để tiếp dẫn chúng sanh mười phương khắp pháp giới, được mười phương chư Phật tán thán. Vì mà chúng ta nói một câu Phật hiệu này đơn giản, đem toàn bộ sự tu hành thành tựu, sự giác ngộ để phát nguyện ngay một câu Phật hiệu. Nên chúng ta lấy cái quả tu đã thành của các ngài làm nhân tu cho mình, niệm Phật để ngài tiếp dẫn. Nếu như các ngài dạy cái nhân tu thì chúng ta chịu thua đi bó tay, nên tu các pháp khác gọi là dạy cái nhân tu. Còn tu tịnh độ là dạy cái quả đã thành. Niệm có Phật hiệu là niệm cái quả đã thành của các ngài, niệm cái nguyện tiếp dẫn của các ngài để các ngài tiếp dẫn chúng ta về thế giới cực lạc. Chúng ta niệm A Di Đà Phật là chúng ta niệm cái nguyện lời hứa tiếp dẫn của ngài. Cả đời mình niệm danh hiệu ngài là vì ngài hứa rằng mình niệm danh hiệu ngài, ngài tiếp dẫn mình. Đức Thế Tôn là Đức Thích Ca Mâu Ni, ngài đã nhìn được rõ ràng cái việc niệm danh hiệu Phật, Phật tiếp dẫn. Cứ niệm danh hiệu Phật đi, Phật sẽ tiếp dẫn. Đức Thế Tôn biết thời mạt pháp này nếu như không dạy cách này thì chúng sanh chịu thua. Không dạy cách này là chúng sanh chịu thua liền. Nên ngài dạy mình niệm Phật, chỉ cần tín nguyện niệm Phật thì mình thành công. Vì lời hứa của Phật mà quý vị, lời hứa của Phật là lời hứa chân thật ngữ. Lời hứa của Phật chứ không phải như phàm phu chúng ta hứa rồi nuốt lời. Đức Phật đã hứa là chắc chắn, yên tâm đi.
Nên Đức Phật A Di Đà đã hứa rằng chúng sanh mười phương nghe danh hiệu A Di Đà Phật, chí tâm tin ưa, chí tâm là một câu Phật hiệu niệm đến cùng, tin ưa là càng niệm càng thích, cứ chân thật mà niệm đến khi mệnh chung. Chỉ cần niệm được từ một niệm đến mười niệm thì Ngài tiếp dẫn chúng ta giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ngài đã hứa như vậy thì chúng ta cứ yên tâm chân thật mà niệm Phật, không cần phải lo nghĩ gì cả. Nhưng phàm phu mình lại thích lo nghĩ. Đệ tử Pháp Sư Đế Nhàn được dạy niệm Phật là Ngài không bao giờ lo nghĩ, Ngài cứ niệm Phật. Cuối cùng Ngài biết ngày giờ giáng sanh. Giáng sanh xong đứng đợi Thầy 3 ngày 3 đêm đến làm hậu sự. Pháp Sư Đế Nhàn đến tán thán rằng phương trượng chủ trì giảng kinh thuyết pháp không bằng ông. Ông chỉ có một câu Phật hiệu mà thành tựu thù thắng như vậy. Tán thán hết lời. Nếu như ai là người chân thật niệm Phật, ai là người tích nguyện niệm Phật, ở trong cái ngôi tam bảo mình hay hàng Phật tử được những đức hướng dẫn, quý vị mà chịu mà chân thật tín niệm Phật, nguyện niệm Phật, chỉ có tín nguyện niệm Phật, chỉ có cầu sanh cực lạc, thì vị thành tựu của đường giảng sanh là chắc chắn luôn. Nếu như quý vị là người thật sự muốn giảng sanh về thế giới cực lạc, vị sẽ không buồn giảng ai để trong tâm. Quý vị sẽ không bao giờ muốn hơn thua đấu đá với ai. Niệm niệm nghĩ gì người lợi ích cho người sẽ chân thật hết lòng mà làm. Vì sao? Vì chúng ta muốn về thế giới cực lạc. Thật sự. Vì chúng ta muốn về thế giới cực lạc. Đây là chỗ cực kỳ quan trọng quý vị. Chúng ta còn hơn thua đấu đá, tranh giành. Vì chúng ta chưa thật sự muốn giảng sanh về thế giới cực lạc. Mọi người chúng ta còn nghĩ về cái quan ức của chính mình thì chúng ta chưa thật sự muốn giảng sanh về thế giới cực lạc. Nếu thật sự chúng ta muốn giảng sanh về thế giới cực lạc thì chúng ta không có quan ức gì hết. Ấn Tổ câu đầu tiên dạy mình tin sâu nhân quả. Đã là tin sâu nhân quả rồi, gieo nhân thì gặt quả rồi, thì làm gì có cái chuyện gọi là quan ức. Không có quan ức. Nhớ kỹ nghe quý vị, không có quan ức. Nếu như chúng ta còn nghĩ nó là quan ức thì chúng ta chưa thật sự muốn giảng sanh về thế giới cực lạc. Nếu như mình thật sự muốn giảng sanh về thế giới cực lạc thì không có quan ức. Nhớ kỹ, không có quan ức. Ai chỉ cần nói một câu rằng quan ức cho tôi quá, đứng chính, quan ức cho tôi quá. Nếu như người niệm Phật muốn sanh cực lạc, việc này quý vị chưa phải thật sự là một người đệ tử ngoan thật sự niệm Phật giảng sanh. Người thật sự niệm Phật giảng sanh sẽ không bao giờ có quan ức. Nhờ cái câu Ấn Tổ dạy cực kỳ quan trọng, phải để nằm lòng tin sâu nhân quả. Nhớ kỹ, tin sâu nhân quả. Trong cuộc đời chúng ta không có cái gì quan ức cả quý vị. Quý vị sẽ không bao giờ có thiệt thòi. Chúng ta không bao giờ có thiệt thòi. Chỉ có phàm phu chúng ta tâm lúc tiến lúc lùi, lúc được lúc mắc, lúc này lúc kia lúc nọ. Chứ nếu như lúc tỉnh táo sáng suốt thì chúng ta sẽ thấy ra rõ ràng trong cuộc đời này chúng ta không có cái gì oan ức cả. Không có cái gì oan ức hết. Không phải người ta sắp xếp cái gì cho mình mà được. Nếu cái gì là của mình thì chắc chắn nó sẽ là của mình. Nó đã không phải của mình, dù có dùng cách tranh giành cỡ nào, nó cũng sẽ không phải của mình. Chắc chắn 100%. Phải tin chỗ này. Khi mình đã tin chỗ này rồi, quý vị sẽ hiểu sâu về định luật nhân quả.
Nên cái câu của nhạc sĩ viết rằng không phải của mình, tranh giành có được gì đâu. Hãy để câu này nằm lòng mà nhắc nhở mình. Mỗi người khi nhận thức được sâu sắc, chúng ta sẽ sống những ngày tháng cực kỳ bình an, niệm Phật cầu sanh cực lạc. Con người chúng ta thường khổ cho cái ngày mai, quý vị. Thường khổ cho cái ngày mai. Thường nghĩ lo tới cái ngày mai, việc này, việc kia, việc nọ của nó xảy ra với mình. Tại sao bây giờ không sắp xếp? Cái gì nó cũng có nhân có quả của nó hết. Hiểu được nguyên lý này thì tự nhiên tâm bình khí hòa. Có người sẽ sống rất là an vui tự tại. Sống rất an vui tự tại. Bữa thứ ba, mùng 10 tháng 2 mùng 10 tháng 2 đúng rồi, là ngày mai, là mừng thọ Hòa Thượng tổ chức bên Đại Tùng Lâm. Những vị nào trưởng đoàn đồ gần gần sắp xếp được thì đến. Dù cỡ nào chúng ta cũng đến chùa Hòa Thượng để tu tập. Hòa Thượng năm nay cũng 83 tuổi. Ngày mừng thọ Hòa Thượng cũng như một vị có đức hạnh đến với cuộc đời này, cũng tạo những cái công trình chùa chiền rất vĩ đại. Bây giờ bản thân của những đức có giỏi cỡ nào mà không có chùa Hòa Thượng thì chúng ta cũng không biết nương tựa chỗ nào để mà hành đạo. Nên chùa là tổ ấm ta về, chung tay xây đắp chẳng nề hà chi, trong công phu công quả hộ trì, già lam hưng thịnh, phước gì lớn hơn. Nhờ cái công ơn Hòa Thượng xây chùa, nên á, ngày mừng thọ của Hòa Thượng, quý Phật tử, ai sắp xếp được đến, thì dự ngày mừng thọ Hòa Thượng. Ví dụ như một đoàn sắp xếp số người ít vậy đó, mình đi được đi. Quý vị sắp xếp được. Còn nếu công việc quý vị không đi được thì tùy quý vị thôi. Hòa Thượng thấy các điểm chùa để chúng niệm Phật đông đúc, Hòa Thượng rất là vui. Vì những cái ngôi chùa Hòa Thượng xây dựng lên bây giờ rình rang niệm Phật, Hòa Thượng rất là vui. Ai xây chùa nhìn như vậy cũng vui lắm quý vị. Thấy cái thành quả tạo tự mà có nhiều người ở tu niệm Phật, phát nguyện cầu sanh cực lạc, Hòa Thượng rất là vui. Vui rạng rỡ hiện lên gương mặt Hòa Thượng. Mình làm đệ tử mình cũng thấy mừng. Mừng khi thầy mình lớn tuổi mà ngày vui. Bữa đó họp mấy anh em, Hòa Thượng ngồi nói chuyện vui lắm, nói chuyện nhiều. Trong lòng vui. Mình làm đệ tử giống như làm con, thấy cha mẹ, thấy thầy vui vậy, trong lòng mình thấy hạnh phúc. Hạnh phúc nhất. Thấy anh em ngồi chung nhau cũng vui, quay quần bên cạnh thầy giống như cha mẹ. Việc đó thấy hạnh phúc, thấy mừng. Đó là một đoàn thể thấy cũng có khởi sắc đặc biệt tốt đẹp. Anh em mọi người mọi khâu cố gắng làm cho tốt để mà phục vụ chúng sanh tu hành. Nhớ ngay vị pháp môn tịnh độ này, chúng ta phải gây dựng tín nguyện cực kỳ kiên cố, chân thật niệm Phật, quyết chí đời này chúng ta hẹn gặp ở thế giới cực lạc.
chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.